Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 351, Mưu Phản Lâm Chính Thanh sớm đã đầu quân cho Tam Vương Gia. Đương nhiên hắn hiểu Chu Thập Cửu cũng không phải thật sự muốn nâng đỡ Nhị Vương Gia. Do đó từ khi Lâm Chính Thanh nhớ lại chuyện kiếp trước thì mỗi lần gặp mặt sẽ nhắc nhờ nàng mưu đồ của Chu Thập Cửu nói đến đây cũng khiến người ta cảm thấy nực cười một kẻ tay nhuốm máu tươi lại muốn đến để vạch tội của người khác trong nhất thời lâm di cảm thấy cả người ra rồi không thể động đậy được lâm di buông kim khâu trong tay xuống quất hồng vội tiến lên đỡ lâm di lắc đầu mới hơn một tháng sau đã phải như vậy lúc mang thai huy ca nàng vẫn chưa biết cơ linh lung đã trải giường xong lâm di nằm xuống quất hồng tắt bớt đèn ra ngoài trực đêm trong phòng yên lặng, lúc này Lâm Di mở to mắt. Cục diện chính trị luôn không giống với những gì nàng nghĩ, nếu quả thật nhị vương gia kế thừa vị trí hoàng đế, vậy thì tốt biết bao nhiêu, chỉ ít thì khi ở vị trí thái tử, nhị vương gia cũng thể hiện sự khoan dung, chuyên tâm chuyện chính sự, có tài đức. Trong cung lại còn hoàng hậu nương nương trèo trống, đối với việc cai quản lục cung, hoàng hậu nương nương từ bi, thông minh, khí chất nhã nhặn, thong dong khiến nàng kính phục. Chuyện chính trị không liên quan đến phụ nữ, vì phụ nữ luôn bị chuyện tình cảm ràng buộc. Thắng làm vua thua làm giặc, chuyện thể sự vừa đơn giản lại vừa tàn nhẫn như vậy. Lâm Di thở dài, chắc do nàng mang thai mới dễ dàng xúc động như vậy, trong lúc này nàng không muốn có bất kỳ xung đột nào với chu thập cửu gà gà theo gà, gà chó theo chó, nàng đã sớm nghĩ thông rồi. Lâm Di nhìn đèn đến thất thần, không biết qua bao lâu thì bàn tay thấy ấm áp, Chu Thập Cửu đã về phòng. Lâm Di ngẩng đầu nhìn Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu cười, sao còn chưa ngủ, đã mệt rồi, nhưng lại không ngủ được. Lâm Di vừa nói vừa đứng dậy, phân phó nha hoàn bưng nước vào hầu hạ Chu Thập Cửu rửa mặt. Ra ra vào vào một lúc, Quất Hồng đóng cửa ra ngoài. Đã mang thai rồi thì ngủ bên trong nhé. Chu Thập Cửu ngồi bên giường, đưa tay vén một bên chăn lúc nàng mang thai huy ca vẫn luôn ngủ ở trong đợi đến đêm nàng muốn đứng dậy uống nước thì chu thập cừu đã nhanh nhẹn đưa nước ấm nghĩ đến điều này những gì không vui lúc nãy cũng chậm rãi biển thành hoa nở rộ lâm di cố gắng không chú ý tới chuyên chu thập cừu và quốc cựu gia an đạo thành mật đàm đặt hết sự chú ý tới việc dưỡng thai và chuyện quán xuyên bếp núc trưởng bối trong tộc trần gia vào kinh rất nhanh điền thị được đưa vào chùa tế tử người trấn gia đã bàn bạc xong xuôi với lâm gia tạm thời đưa lâm phương tới chùa thanh hoa tỉnh dưỡng hai mẹ con trần nhị thái thái điền thị một trước một sau vào chùa ở mặt mũi của nhị phòng trần gia giữ không nổi nữa điền thị vừa đi thái gia lập tức tới cửa muốn để trần lâm bản và thái thị trở về nhà ngoại ở một thời gian trần gia đang trong lúc rối loạn nhị lão thái thái đành phải đáp ứng trải qua chuyện này nhị lão thái thái đồng thị ngã bệnh, toàn bộ nhị phòng chính thức rơi vào trong tay của đại thái thái đồng thị Lâm Di không thể không bội phục tâm kế của Lâm Huyền, nếu không thì sao một nhà đại thái thái lại có thể được như ngày hôm nay. Xử lý xong chuyện của Điền Thị, trường bối trong tộc bên ở lại chờ triều đình ít bằng. Trong tộc Trần Thị có một người thi đỗ cổng sĩ, phù Quảng Bình Hầu mở tiệc rượu, ngay sau đó liền có người tới cửa cầu hôn đợi đến khi kỳ thi đình kết thúc thì chuyện hôn sự cũng đã được quyết định xong. Đi qua đi lại chớp mắt đã tới mùa hè. Tưởng thị sinh một vị công tử, Lâm Di sai người đưa hạ lễ, tưởng thị lại đưa cái yếm mà công tử đã mặc tới để cho Lâm Di mượn hy khí. Lâm Di nhìn thấy cái yếm kỳ lân thì cười sai quất hồng cất đi, chắc là do đã có huy ca, nên thai này nàng cực kỳ mong chờ sẽ sinh con gái. Mùa hè năm nay cực kỳ khó chịu, cả kinh thành như một cái cổng hấp, đến đêm thì mới mát mẻ hơn một chút. Lòng thể của Hoàng thượng không được tốt nên quyết định tới kinh đô thứ hai tranh nắng, nhị vương gia ở tại trong kinh giám quốc. Lầm gì uống nước ô mai, nghĩ tới tất cả mọi việc thì căng thẳng, Hoàng hậu nương nương không cùng đi kinh đô thứ hai sao? Chu thập cửu lắc đầu. Nghe nói cơ thể hoàng hậu nương nương khó chịu, ban đầu hoàng thượng cũng bởi vậy mà quyết định không đi, nhưng khâm thiên giám nói rằng thời tiết sẽ nóng hơn một tháng nữa mới thôi ngày lo lắng long thế của hoàng thượng không thể chịu nổi nên không ngừng khuyên giám lúc này hoàng thượng mới đáp ứng khâm thiên giám và thái y viện đều có người của tam vương gia sắp xếp chứ nhỉ muốn thay đổi tình thế hiện tại thì phải thừa dịp nền móng của nhị vương gia vẫn còn thấp lực lượng của phe ngũ vương gia còn dồi dào nếu không thì đợi đến cúc nhị vương gia ngồi vững trên vị trí thái tử thì cho dùng ai cũng khó làm dao động được Hoàng hậu nương nương bị bệnh gì mà không thể tới kinh đô thứ hai chứ? Ngày hôm sau khi nhân ngũ thu tiền cũng bắt mạch trở tại, Lâm Di hỏi mọi chuyện. Nhân ngữ thu nói, cung nữ bên người hoàng hậu nương nương có thai, chẳng qua là thai khí bất ổn, với tại hoàng hậu nương nương gần đây hay bị chóng mặt, nên ở tại trong cung. Hoàng thượng đã đến tuổi lục tuần, chẳng ngờ vẫn còn có thể có con. Chẳng trách hoàng thượng và hoàng hậu tại căng thẳng như vậy, Tuy nhiên thoảng nghĩ lại thì Lâm Di Tải cảm thấy người tạnh toát, mọi chuyện quá trùng hợp, Hoàng hậu Nương Nương và Nhi Vương Gia cùng nhau ở tại trong kinh, Hoàng thượng ở kinh đô thứ hai, đây là cơ hội tốt nhất để y giản họ. chương 352, Mưu Phản Cùng nữ bên người Hoàng hậu Nương Nương chắc chắn là được sắp xếp ổn thỏa từ trước. Lâm Di cẩn thận hỏi nhân ngữ thu, mạch tượng thể nào? Thật sự có thái sao? nhân ngữ thu nhập một hộp trà vẫn chưa thể nói chính xác mạch tưởng thì là hỉ mạch chỉ là hơi yếu qua một tháng nữa mới có thể biết được có một số loại dược liệu có thể tạo thành hỉ mạch giả nhất định là hoàng hậu nương nương không ngờ rằng bà có lòng tốt ở lại chiếu cố long mạch thật ra lại rơi vào một cái bẫy thấy sắc mặt lâm di nhân ngữ thu ngừng cười hỏi lâm di sao vậy lúc này trong lòng nàng có chuyện cũng không tiện nói với nhân ngữ thu chỉ sợ đây là một chuỗi mắt xích, nếu kéo lên không biết sẽ liên lụy tới những ai. Nhân ngữ thu là tâm phúc của Hoàng hậu Nương Nương, Trương Phong Tử được nhị vương gia giúp rất dễ bị liên lụy. Nàng rất hiếm khi giấu nhân tiên sinh điều gì, thế nhưng chuyện này liên quan tới việc mưu phản, nói với nhân tiên sinh chẳng giúp gì lại còn mang đến bất lợi cho nhân gia, chẳng bằng không biết gì còn hơn, lầm gì kéo tay nhân ngữ thu, nghe nói hôn sự đã được quyết định nhân tiên sinh phải ở trong khuê phòng đợi gà không thể tùy ý ra ngoài nữa nói tới điều này nhân ngữ thu lập tức đỏ mặt đang muốn nói với cô ý của cha và ca ca ta là để ta về phúc ninh trước xe ngựa của trương gia phải tới phúc ninh đón dâu rời kinh là lựa chọn tốt nhất lâm di gật đầu cười lúc nào xuất phát vậy bốn năm ngày nữa nhân ngữ thu lo âu nhìn lâm di em phải cẩn thận đấy lâm di cười đáp tiên sinh yên tâm lần này không giống với lần trước, cơ thể ta khỏe hơn lần trước nhiều. Nhân ngữ thu gật đầu, vẫn không được chủ quan, nhất là lúc sinh, nhất định phải chuẩn bị từ xóm. Rất nhanh triều đình đã hạ triều thư, 10 ngày sau thánh giá tới kinh đô thứ hai, chu thập cửu có tên trong danh sách tùy hành. Lâm Di phân phó quất hồng chuẩn bị quần áo tùy thân cho chu thập cửu, chờ chu thập cửu về, kinh thành đã loạn rồi, nhớ lại tình hình kiếp trước, nàng khó tránh khỏi hãi hùng trong kinh loạn cào cào không phân biệt được đâu là phản quân đâu là thổ phi nhân lúc loạn mà gây án nữ quyền trong kinh không biết đã chết bao nhiêu người lâm di đang nghĩ ngợi cũng ma ma thưa phu nhân quảng bình hầu tới lâm di vịn vào cũng ma ma đúng dậy thấy lâm di tiểu tiêu thị cập tức bước tới đỡ đứa bé này sao còn ra ngoài nữa chứ hai mẹ con bước vào trong nội thất ngồi tiểu tiêu thị hỏi đồ đạc đã thu dọn xong chưa trong nhà ta loạn cào cào đồ đạc của lão thái thái và bát tỷ là nhiều nhất ca ca con muốn ở trong kinh đọc sách cha con tới thư viện hỏi xem có được nghỉ mấy ngày không khó lắm mới có dịp cả nhà cùng nhau tới kinh đô thứ hai sao có thể để ca ca con ở lại một mình lâm di kinh ngạc nhìn tiểu tiêu thị mẹ muốn tới kinh đô thứ hai sao khuôn mặt tươi cười của tiểu tiêu thị cũng ngạc nhiên con không biết sao. Quận vương gia nói con muốn tới kinh đô thứ hai, lão thái thái lo không có người chăm sóc con, lúc này mới đáp ứng để cả nhà cùng đi tránh nóng. Vừa lúc nhà ta có một căn nhà cũ ở kinh đô thứ hai, chỉ là không biết có kịp dọn dẹp hay không. Chu thập cửu muốn nàng và nhà mẹ đẻ cùng tới kinh đô thứ hai tránh tai họa, nàng không hỏi chu thập cửu, chu thập cửu cũng không nói dự định của mình với nàng. Tiểu tiêu thị nói, cha con không muốn đi, Quận vương gia phải mời mãi thì ông mới đồng ý. Tiểu Tiêu thị tươi cười, quận vương gia cũng là vì con. Chu Thập Cửu biết tổ mẫu, cha và mẹ không rời kinh thì nàng cũng không chịu đi, nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế để cha đồng ý, lại mời mẹ tới thu dọn đồ đạc cho nàng. Kiếp trước nàng bị Chu Thập Cửu bỏ lại, cùng một tình huống, kiếp này Chu Thập Cửu lại tốn công sắp xếp cho cả nhà của nàng cảm giác không cam lòng trước khi chết ở kiếp trước lại quay lại, chẳng qua lần này không còn khó chịu như vậy. Nhớ đến nụ cười sán lạn của Chu Thập Cửu, Lâm Di chỉ thấy đôi mắt nóng lên, vội cúi đầu xuống. Có Chu Thập Cửu để nương tựa như vậy, nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Mưa lớn luôn rơi xuống rất nhanh, vì trước đó đã chuẩn bị đầy đủ, mọi chuyện đều hợp lẽ. Đầu tiên là bắt được một tên thích khách ở phủ nhị vương gia, sau đó thì bầu không khí trong kinh trở nên kỳ lạ. Vụ án thích khách trải qua chắc trở, đến lúc tam pháp hội thẩm thì trong nhà lao trống không, thích khách đã bị áp giải tới kinh đô thứ hai, hoàng thượng tự mình thẩm vấn. Tin tức vừa được truyền ra ngoài, mọi người nghe ngóng lẫn nhau, cuối cùng cũng tìm ra chút manh mối, thích khách kia là thể tử thành quốc công đáng lẽ đã chết trên pháp trường. Thế tử thành quốc công muốn báo thù cho cha vào nhị vương phủ đã khiến người ta thấy kinh ngạc. Ấy vậy mà tin tức tiếp theo tại làm cho người ta run rẩy. Thể tử thành quốc công không phải là thích khách mà là khách của nhị vương phủ. Phải biết rằng phe của hoàng hậu nương nương đi lên từ vụ ẩn của thành quốc công. Nếu như đây là những gì đã được sắp xếp từ trước, vậy thì phe của nhị vương gia và hoàng hậu đã sớm ngấp nghé vị trí thái tử. Mưa to như chốt nước, cúc này mọi người mới phát hiện thời tiết kinh thành đã thay đổi rồi bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 353, ngoài ý muốn. Mọi chuyện kéo đến một cách đáng sợ. Hoàng thượng phải người vào kinh chất vấn nhị vương gia, lại gặp được nội thị trong cung ở nhị vương phủ, có lẽ là hoàng hậu nương nương thông đồng với nhị vương gia. Trước khi chết thái hậu nương nương vẫn không quên dặn dò hoàng thượng đừng để hoàng hậu nương nương tham gia vào chuyện chính sự, bây giờ mọi chuyện đều linh nghiệm khi hoàng thượng chưa có hành động tiếp theo thì trong một đêm hành cung ở kinh đô thứ hai bị người dẫn binh linh vây chật như nêm may là hoàng thượng đã sớm chuẩn bị mai phục ba nghìn tinh binh ở xung quanh mới có thể bảo vệ thánh giá vừa tra hỏi tướng lĩnh phản quân bị bắt thì mới biết được là vây cánh của hoàng hậu nương nương việc hoàng hậu nương nương và nhị vương gia mưu phản lúc này mới được kéo màn hoàng thượng vẫn còn tin tưởng vợ mình phái nội thị vào kinh thăm dò tình hình sau khi nội thị quay lại thì mang tới tin tức xấu hơn. Toàn bộ kinh thành đã bị phản quân khống chế, nhị vương gia phất cờ hiệu thanh đế, liên lạc với các vị đại tướng ở biên cương, chuẩn bị tiến đánh kinh đô thứ hai. Hoàng thượng giận đến mức bệnh không dậy nổi. So với sự hỗn loạn trong kinh, tình thế ở kinh đô thứ hai vẫn được xem là bình ổn. Chu thập cửu đưa lâm di tới nơi ở của Trần Gia, Tiểu tiêu thị thấy cả nhà bình an vô sự tránh được tai họa thì chắp tay trước ngực niệm A-di-đà Phật. Tất cả mọi người tụ tại trong phòng lão thái thái, trần doãn viễn nhíu mày, không biết sẽ thế nào, nhị vương gia và hoàng hậu nương nương không phải cả người sẽ mưu phàn. Tiểu tiêu thị nghe thấy vậy, vẻ mặt kinh hãi, lão gia đừng nói vậy, lỡ như người khác nghe thấy thì phải làm sao đây, hoàng thượng đã lệnh cho cữu gia dẫn binh tới trinh phạt phản tặc, đây là chuyện mà triều đình đã quyết định. Trần Doãn viễn thở dài, nhìn về phía Lâm Di, có phải quận vương gia cũng phải về kinh dẹp phản tặc không? Chu thập cửu dẫn dắt hồ quận doanh, trong doanh trại có không ít con cháu tổn thất, được Hoàng thượng tín nhiệm, bây giờ loạn như thế, nên bảo vệ ở bên cạnh Hoàng thượng. Lâm Di lắc đầu, quận vương gia ở tại kinh đô thứ hai. Tiểu tiêu thị nói, như vậy cũng tốt, cho dù thế nào thì cả nhà ở cùng một chỗ sẽ không phải bận lòng lo lắng. Trước khi tới kinh đô thứ hai, Lâm Di đã lặng lẽ nhắc nhờ tường thị ở trong kinh phải thật cẩn thận. Tường thị là người thông minh, bèn thuyết phục cha mẹ về trong tộc ở ngoại thành ở một khoảng thời gian. Tôn thất doanh vốn là thủ vệ, trong phủ lại có nhiều nô tài, cho dù gặp phải trộm cướp thì cũng không đến mức quá loạn. Cận vệ của hoàng thượng vây chặt quanh kinh đô thứ hai, ngoài đường có quân sĩ tuần tra. Mỗi phủ chỉ được một người ra ngoài mua đồ, toàn bộ kinh đô thứ hai đều yên tĩnh. Tiểu tiêu thị không có việc gì làm, ngoại trừ việc hiếu thuận với lão thái thay nhánh cả thì bèn đặt hết sự chú ý lên người lâm di. Sợ rằng lâm di không đợi được đến khi thiên hạ Thái Bình đã sinh rồi, nên phải người ra ngoài tìm bà đỡ tốt nhất kinh đô thứ hai đến. Trong điều kiện như vậy, cuộc sống lại trôi qua trong lặng lẽ. Mỗi ngày chu thập cửu vẫn hồi phủ như thường lệ Trần Doãn Viễn luôn đàm đạo vài câu về tình hình chính trị đương thời với Chu Thập Cửu. Thỉnh thoảng Lâm Di sẽ nghe thấy tiếng thở dài của Trần Doãn Viễn trong phòng. Trong lòng cha, việc nhị vương gia mưu phản thì người được lợi cuối cùng chính là phe của ngũ vương gia. Nhưng tình hình thật sự chỉ có vài người biết rõ. Từ khi nhị vương gia làm thái tử đến giờ được rất nhiều đại thần trong triều ủng hộ, hoàng thượng cho rằng sẽ công thành một cách dễ dàng, nào ngờ mất mấy tháng mới bắt được tướng thủ thành lý mẫn lý mẫn là danh tướng giỏi hoàng thương đặc biệt khai ân cho phép hẳn được gặp mặt gặp được quân chủ lý mẫn thẳng thắn than phiền thay cho nhi vương gia nếu không phải do hoàng thương hạ lệnh chém chết bọn họ cũng chẳng phải liều mạng giữ bình an cho nhị vương gia nhị vương gia và hoàng hậu nương nương không mưu phản tất cả là cái bẫy do kẻ gian hãm hại kính xin hoàng thượng minh xét Hoàng thượng lấy mật tín của nhị vương ra ra, ném cho Lý Mẫn xem. Lý Mẫn một mực chắc chắn rằng một tín là giả, nhị vương ra không mưu hại Hoàng thượng. Hoàng thượng sai người chém chết Lý Mẫn ngay bên ngoài hành cung. Trận loạn lạc này phải cần đến mùa đông mới xem như là kết thúc. Kinh thành bị công phá nhị vương gia được bảo vệ chạy ra khỏi kinh thành. Hoàng thượng rất nhanh đã hồi kinh làm chủ, phàm là võ tướng trấn thủ trong kinh đều bị chém chết quan văn bên cạnh nhi vương gia cũng có kết cục như vậy. Bình sĩ canh giữ cửa thành vì đề nhị vương gia ra khỏi thành mà bị chu di cửu tộc. Hoàng thượng giết người đến mức đỏ cả mắt. Văn võ bá quan không theo hoàng thượng tới kinh đô thứ hai đều bị thẩm tra, vài nhánh phản loạn cũng bị bắt giam, nghiêm hình tra hỏi, cuối cùng cũng thu thập đủ chứng cứ mưu phản của hoàng hậu nương nương và nhị vương gia. Hoàng thượng hạ lệnh truy sát nhị vương gia, trong chiều có lão thần tên tiếng khuyên can, muốn giữ mạng cho nhị vương gia để hỏi rõ ràng. Hoàng thượng tức giận giam lão thần kia vào nhà cao, từ đó về sau trên chiều không có ai dám nói thay nữa. Tuy hoàng hậu nương nương không bị bạn chết, nhưng lại bị đầy vào lãnh cung. Sau hơn một tháng, hoàng thượng mới tới lãnh cung chất vấn hoàng hậu nương nương. Sự cao quý túc trước của hoàng hậu tuy không còn, nhưng khi chất mẫu nghi thiên hạ vẫn y nguyên bà thân nhiên hành lễ hoàng thượng, lúc trước là vợ chồng cứu nhau khi hoạn nạn, bây giờ tại như kẻ thù. chương 354, ngoài ý muốn. Hoàng thượng vẫn chưa hỏi, hoàng hậu đã chẳng nhịn được mà bật cười. Nụ cười tươi sáng kia dường như đã xua tan khói mù trong phòng, nhưng lại buồn bã đến mức làm người ta run dây. Hoàng thượng nheo mắt lại, thấp giọng hỏi, nàng hỏi cái gì chứ? Hoàng hậu ngừng đầu lên, Thiếp nhớ tới đêm đại hôn, thân thiếp hơi sợ hãi. Hoàng thượng sai người đốt hết đèn lên, chiều sáng cả đại điện. Còn ran ủi thân thiếp, mọi chuyện đều có hoàng thượng ở đó. Nói rồi bà thở dài. Sau này hoàng thượng sẽ chăm sóc cho thân thiếp, che chở cho thân thiếp. Hoàng thượng nắm chặt tay thân thiếp. Hoàng hậu vẫn chưa nói xong, hoàng thượng đã sầm mặt ngắt lời. Trẫm đã bảo vệ nàng. Mấy năm nay mặc kệ bên ngoài có nói gì thì vẫn luôn giữ lấy thể diện và sự cao quý của Hoàng hậu cho nàng. Nói cho cùng dù ông đã dành cho bà Vinh Hoa phú quý cả đời thì cũng chẳng bằng Hoàng để thuở thiếu niên ngày đại hôn, mà bà thì vẫn luôn chờ đợi ông, hy vọng có một ngày ông sẽ quay lại nhìn. Kết quả chỉ mình bà chịu tổn thương, còn ông mãi mãi là quân chủ cao cao tại thượng Không sợ bị người ta cô phụ một ngày, sợ nhất là bị cô phụ cả một đời thật ra kết cục này của bà vẫn còn rất tốt, chi ít cũng để cho trái tim đã nguội lạnh của bà mãi mãi không ấm nóng lại nữa, như vậy cũng coi như được thanh tình. Bà vốn đã là một hạt ngọc chẳng bao giờ phát sáng nữa, lại vẫn bị người ta lợi dụng, không ngừng dùng vải trà lau, bây giờ đã bị đánh vỡ, dù cho ánh mặt trời có chiếu vào nó hay không, thì cũng không bao giờ phát sáng được nữa. Hoàng thượng ho nhẹ hai tiếng, vươn tay chỉ về phía hoàng hậu, là chính bản thân nàng đẩy mình vào đường cùng, đừng trách chậm nhẫn tâm. Nụ cười trên mặt hoàng hậu lại càng sâu xa, hoàng thượng, cho dù thường ra xảy ra chuyện gì, vẫn sẽ có người chỉ trích thân thiếp tham gia vào chuyện chính sự, hay là lần này bị định tội mưu phản, hoàng thượng đến giờ vẫn chưa từng hỏi rằng có phải là thân thiệp làm hay không. Nói rồi bà nâng mắt lên nhìn hoàng thượng, người bị nhốt vào đại lao thì còn có thể được thẩm vấn, vậy mà vợ ngài con ngài tại chỉ có thể bị người ngoài luận tội hoàng thượng ngài nghĩ rằng thật sự ngài không làm sai sao muốn giết người là chuyện rất đơn giản giết vợ cũng chỉ cần một câu của ngài dù sao thì ngài cũng là thiên tử nhưng lại chẳng thể khiến người chết sống lại bây giờ ngài để thần thiếp chết thần thiếp cũng có một câu muốn tặng cho hoàng thượng mong rằng hoàng thượng chịu nghe hoàng thượng trầm mặt không nói gì hoàng hậu ngừng cười nhà mẹ đẻ của thân thiếp không hề lộng quyền, thân thiếp không tham gia vào chuyện chính sự, thân thiếp và nhị vương gia không mưu phản. Thân thiếp và nhà mẹ đẻ cả đời tận tâm, chẳng qua chỉ được một chữ chung. Nếu có tội thì cũng chính là tội này." Hoàng hậu nói xong thì cầm rượu độc trên bàn lên, hoàng thượng đột nhiên nhìn về phía nội thị bên người, nội thị kia vội bước lên giành lại chén rượu độc trên tay hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng đứng dậy đi về phía cửa điện đứng thẳng một lúc thì đột nhiên quay đầu, nàng muốn được thẩm vấn, vậy chấm thỏa mãn thỉnh cầu này của nàng. Bắt toàn bộ người ở cảnh nhân cung lại thẩm vấn, tất cả khẩu cung đều mang tới cho hoàng hậu nương nương đọc kỹ. Giọng nói mang theo sự mỉa mai, có gì thiếu sót, mời hoàng hậu nương nương bổ sung cho đủ, phần khẩu cung này sẽ là chiếu phế hậu của chấm. Cửa lớn của lãnh cung chậm rãi đóng chặt, trong điện lại là một khoảng tăm tối, cung nhân bên cạnh hoàng hậu vội truyền ghế đến, hoàng hậu nương nương ngồi lên, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Được minh oan hay không thì không biết, hôm nay bà đã nếm trải cảm giác xé ruột xé gan. Người kia đã khác hoàn toàn so với trong trí nhớ của bà, bà đã đợi lâu như vậy, quả thật rất mệt mỏi. Nghe những lời mà ông nói kia thì thì bà chẳng còn muốn chết nữa, hoàng hậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện, bà phải chờ tới ngày bước ra khỏi lãnh cung này. Chẳng phải vì ai khác, mà là vì chính bản thân mình nhất định phải ra ngoài hoàng hậu nhìn công nhân đã sắp xếp xong hết chưa công nhân gật đầu nương nương cứ yên tâm chúng nô tỉ liều mạng cũng phải cứu được nương nương ngũ vương gia là công thần dẹp phản tặc được hoàng thượng coi trọng trong ngoài triều đều ủng hộ hẳn vị trí thái tử của nhị vương gia đã bị phế chuất có người muốn rèn sắt khi còn nóng đưa ra ý muốn hoàng thượng lập ngũ vương gia làm thái tử ngũ vương gia sợ hãi mà từ chối trên triều đình, hoàng thượng lại đường như có ý này. Mặc dù thánh chỉ lập chữ chưa được ban xuống nhưng lại muốn cùng ngũ vương gia giải quyết chuyện triều chính. Hoàng thượng vẫn luôn thích ngũ vương gia thông minh, bây giờ cũng coi như là cầu được ước thấy. Nhất là khi hoàng hậu bị đẩy vào lãnh cung thì mẹ đẻ của ngũ vương gia là thuộc phi nương nương tiên trở thành ứng cử viên tốt nhất cho vị trí hoàng hậu. Đợt thay đổi lớn này vô cùng rầm rộ, giặc qua thừa cơ quấy nhiễu may là thủy quân vùng Phúc Kiến kịp thời điều động bắt sống mấy trăm trên giặc qua, Hoàng thượng nhận được tin báo, hiểm khi nở nụ cười. Cả triều văn võ đều chúc mừng Hoàng thượng oai hùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, mươi 355, ngoài ý muốn. Vất vả nhất là hộ quận doanh thủ vệ kinh thành, phải tuần tra nhiều hơn bình thường mấy lần, liên tiếp mấy ngày mãi đến nửa đêm chu thập cửu mới về. Hiếm khi được hôm nay về sớm, Lâm Di tự tay chọn đèn hoa, nhìn Chu Thập Cửu, vật đổi sao rời, chẳng có ai nói rằng thủy quân Phúc Kiến là do nhà mẹ đẻ hoàng hậu đổ máu trước nên võ tướng chủ chiến mới có được công lao như ngày hôm nay. Chu Thập Cửu nhìn văn thư trong tay chẳng biết đang nghĩ gì, trong nháy mắt đôi mắt lại trong trèo, triều thần đều biết hoàng thượng thích nghe điều gì. Nhũ mẫu ôm Huy Ca tới, Huy Ca giang tay ra muốn ôm Lâm Di, Lâm Di ôm bé tới để bé đứng trên đùi chơi đùa một lúc, bé lại dùng sức muốn chạy về phía chu thập cửu, bước đi lúc nào cũng như sắp ngã tới nơi, trước mắt chỉ cần bước mấy bước là được, thế mà lại chạy. Chu thập cửu giang tay, Huy ca lập tức nhào vào trong lòng chu thập cửu, khuôn mặt nhỏ vùi vào lồng ngực của chàng cười khanh khách không ngừng. Huy ca dựa vào trong ngực chu thập cửu, nhưng chu thập cửu lại không muốn ôm, cánh tay giang rộng ra, để cho Huy ca vịn vào, không ngừng lắc lư trước sau huy ca dường như chơi rất vui lâm di muốn ôm huy ca về vừa lúc huy ca nhìn thấy khóa khổng minh ngày thường lâm di hay chơi liền vươn tay qua khóa khổng minh rơi tán loạn huy ca giật nảy mình ấm ức bĩu miệng nhỏ như sắp khóc chu thập cừu cầm khóa khổng minh cười nói chuyện với huy ca vẫn có thể xếp lại với nhau chu thập cừu ôm huy ca vào ngực món tay thon dài chậm rãi xếp từng khối gỗ vào với nhau. Lâm Di vừa khâu vá vừa ngồi bên cạnh nhìn thấy mảnh gỗ cuối cùng cũng sắp được xếp xong. Chu Thập cửu dương mắt lẳng lặng nhìn Lâm Di. Lâm Di vẫn chưa hiểu gì. đợi đến khi nàng nhìn tới, thì nụ cười kia lại càng sâu hơn, dường như đã đợi ở đó từ lâu, chờ nàng chuyển mắt nhìn. Mỗi lần hai người nhìn nhau thì cười một tiếng là sẽ tách ra chẳng biết sao hôm nay chu thập cửu lại không nhúc nhích giấu hết đi sự sắc nhọn ngồi đó nhìn nàng bận rồi với chiếc kim khâu nhưng lại chuyên chủ hơn nhiều so với ngày thường âm thầm dõi theo nhau như vậy lâm di nở nụ cười vừa định buông kim khâu xuống đứng dậy thì huy ca vươn tay đụng vào khóa khổng minh trong tay chu thập cửu Khôi gỗ cuối cùng của khóa khổng minh vẫn chưa được xếp xong lập tức rơi xuống rơi tán loạn trên giường huy ca nhìn qua lần này lại vỗ tay cười lên Lâm Di cúi đầu nhìn Huy Ca, bất thình lình thấy một mảnh đỏ tươi trên mờ u bàn tay của Chu Thập Cửu. Lâm Di cảm thấy cả người như bị kéo căng, máu bốc lên đỉnh đầu. Nàng chẳng nhớ bản thân đã bước lên thế nào, dứt khoát bể Huy Ca đưa cho nhũ mẫu, phân phó nhũ mẫu lui xuống, lại gọi cùng Mama tới. Cái tay còn lại cũng kéo tay Chu Thập Cửu lên lau, trong chốc lát giọng nàng đã khàn đi. Đây là máu ở đâu vậy? Động tác của Chu Thập Cửu cứng ngắc, chẳng giống như lúc trước, đáng lẽ nàng phải phát hiện sớm hơn, chẳng qua trên mặt chàng không có vẻ gì đặc biệt, nàng làm sao ngờ được. Lâm Di ngẩng đầu lên nhìn kỹ, môi của chàng hơi khô, trên mặt không có vết máu nào, Lâm Di vươn tay sờ xung quanh, sờ đến bên hông của Chu Thập Cửu, đầu ngón tay như bị đâm phải, khiến cho lòng nàng run rẩy. Vừa đúng lúc cùng mama vào phòng, Lâm Di nhìn sang Cùng ma ma bị dọa sợ lập tức thay đổi sắc mặt. Cầm bái thiếp của phủ tới thái y viện mới trương phong tử. Trưa ngày tới, lâm di nghe thấy tiếng nói đoạn sau của nàng đã thay đổi âm điệu run rẩy hơn. Cũng ma ma chưa hiểu rõ, đờ người đứng ở đó, lâm di sốt ruột, còn chờ gì nữa, mau đi đi. Cũng ma ma đang định xoay người lui xuống thì chu thập cừu lại gọi bà lại, chờ thêm một lúc nữa, ngoài cổng có người đang canh giữ lúc này sao có thể chờ được chứ? Lâm Di mở to mắt nhìn Chu Thập Cử. Chu Thập Cửu vươn tay nắm chặt tay nàng. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.